Người đàn ông mà một năm bán lên đến 79 lô đất nhưng mà bán chỉ vì đam mê thôi mọi người ạ. Giới thiệu mọi người, hôm nay mình đang có mặt được ngồi nói chuyện với một trong những idol rất là nổi tiếng về bất động sản, đó là anh Nguyễn Nam. Anh thì nổi tiếng trong năm vừa rồi là một năm bán lên đến 79 lô đất. Đó, rất là nổi tiếng. Tôi nổi tiếng gì? Có toàn anh em mình biết nhau thôi mà. Vâng, thì thật ra là ở đây, ngay tại đây thì em cũng muốn là anh giới thiệu với tất cả mọi người cho kênh của em biết là tên tuổi của anh cũng như là hiện tại anh đang bán những sản phẩm gì để cho mọi người biết được, biết đâu lại nhiều người biết đến anh. Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Xin chào mọi người trên kênh của em Trung. Mình tên là Nam, mọi người thường gọi là Nguyễn Nam Bất Động Sản. Sản phẩm của Nam thì đa phần là đất nền nha. Đa phần là đất nền và sẽ không phải ở Hà Nội, ở các cái khu vực tỉnh thành ăn theo Hà Nội, ví dụ như là Hòa Bình này, Hà Nam hay là Phú Thọ hay là một số tỉnh khác như Yên Bái hay là Thanh Hóa. Thì sản phẩm của anh sẽ là đất nền, đất nền ở các khu vực xa trung tâm. Xa trung tâm. Tại sao lại xa trung tâm? Để được cái giá tốt. Giá tốt. Tại vì gần đây giá cao, giá tốt quá, phát triển quá, thành ra là bọn anh không có cửa để phát triển ở Hà Nội nữa. Nhưng mà em vẫn muốn hỏi một cái là tại sao mà bây giờ bất động sản mới mua rất là khó, một lô đất giá trị cũng khoảng mấy trăm triệu trở lên hoặc là tiền tỷ cơ. Đó. Nhưng mà bên anh có những sản phẩm tốt đến nỗi là có lô đất chỉ có hơn trăm triệu, 200 triệu một lô đất. Thỉnh thoảng mới có những cái dòng như vậy và bọn anh thì bán những cái sản phẩm đó chỉ để là giao lưu và kết nối với khách. Đôi khi là nó là món quà, cơ hội dành cho khách hàng, chứ không phải là bọn anh làm giàu từ dòng đó. Bởi vì là em hình dung là trăm triệu thì giàu sao được, đúng không? Đúng, bán vì đam mê anh. Bán vì đam mê mà. Đam mê. Chứ em bảo bán như thế nhá, công ty anh còn hỗ trợ gì, xe đưa đón, xe đưa đón, ký công chứng tại Hà Nội, nhận sổ tại nhà. Nhận sổ tại thì nhà. Em bảo như thế thì giàu kiểu gì. Nhưng mà sản phẩm của bên anh chủ yếu là mức trung bình khoảng là bao nhiêu một lô anh? Thực ra là cái dòng nhỏ vài trăm triệu thì bọn anh bán, gọi là thi thoảng bán thôi. Bán để gọi là phục vụ bà con, ai mà công nhân hay là những người nào mà thu nhập chưa thực sự cao nhưng mà muốn sở hữu có tài sản. Đúng, thì là thi thoảng mới có. Tại vì bây giờ mà bảo có tiền thì cũng chưa chắc mua được, tại vì bây giờ không có. Thì cái sản phẩm chủ đạo của bọn anh là những cái sản phẩm ở những cái khu đô thị, hạ tầng đồng bộ và nó có nhiều cái tiềm năng phát triển. Ví dụ như giá nó sẽ khoảng là loanh quanh tầm 2 tỷ. Đấy là những cái sản phẩm chủ khoảng đạo. 2 tỷ. Còn những cái sản phẩm nhỏ nhỏ kia thì đôi khi là đấy, bán như món quà giao lưu, món quà giao lưu cho khách hàng, giao lưu với mọi người cho biết mình làm việc như nào thôi. Vâng. Thì thật ra là trong năm vừa rồi ấy thì không chỉ riêng em, tất cả mọi người đều được nghe đến danh tiếng của anh. Đấy, thiên hạ đồn nhiều lắm, và một năm bán đến 79 lô đất, trong khi đó là khi mà chủ đầu tư mà bán của bên anh mà bán ấy thì những cái lô khoảng tầm độ 13 14 lô thì anh bán đến khoảng tầm độ 11 12 lô rồi, bán chiếm đến khoảng hơn 90% cái số lô đất đấy. Và quá là khủng khiếp. Một mình anh cảm giác kiểu là bán hết không cho phần người khác bán ấy nhỉ. Khách hàng của anh thì thật sự là có rất nhiều người là đấy, ví dụ như cái câu chuyện bây giờ người ta muốn mua thì không có và thì người ta sẽ liên hệ trước để đặt, gọi là đặt chỗ đặt gạch ấy đặt. Và đến khi mà mở bán thì anh chỉ việc gửi, sau đó thì người ta sẽ khớp vào thôi và. Cho nên là mới như thế, chứ làm gì có cái sản phẩm gì mà mở ra cái người ta mua như mua rau. Đôi khi là người ta bán 1 tỷ nhưng mà mình bán 500 triệu thì và có phải ai cũng mua được đâu. Nhưng quan trọng là mình giới thiệu với họ cái sản phẩm như thế nào trước đó, thì đến khi mà sản phẩm ra thì người ta mới khớp được vào và. Với lại cho em hỏi một cái, em tò mò tại sao mà anh khách hàng của anh đâu ra mà nhiều như thế? Bởi vì cũng không phải riêng anh bán, còn rất nhiều khách bán nữa. Đấy, mà tệp khách hàng mỗi người sẽ khác nhau. Không phải ai có số lượng khách nhiều như anh, thì cái cách tìm kiếm khách hàng của anh, mà khách hàng của anh từ đâu mà đến tìm để anh mua cho anh nhiều thế vậy? Nói thế này thì lộ hết. Không, đôi khi phải chia sẻ để cho em học theo. Khách hàng của anh thì đa phần là trên mạng xã hội. Và người ta biết anh, người ta theo dõi anh và người ta quý mến, chắc chắn là sản phẩm phải phù hợp. Thì đấy, gần thì có ở miền Bắc, có ở Hà Nội, các tỉnh xung quanh đấy. Xa hơn một chút thì anh có ở trong Nghệ An, xa hơn chút nữa thì có ở trong Đồng Nai. Rồi là thành phố Hồ Chí Minh chính tỏ. Xa hơn nữa thì có ở vừa rồi anh có khách Đài Loan, khách bên Đức, khách bên Malai, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều lắm. Khách nước ngoài cũng nhiều. Thì đấy. Thật ra là em cực kỳ ấn tượng với anh ở điểm này.
là bởi vì là khi mà anh đã bán tất cả sản phẩm cho khách hàng của anh rồi ấy, thì em thấy anh là cảm giác như thấy là tất cả khách hàng nào anh cũng đi ship sổ sang đến tận khách hàng, kể trong nước cũng như ngoài nước, chỉ từ miền Bắc cho đến ngoài trong miền Nam, ngoài ra cả bên Malaysia, bên nước ngoài nữa. Thấy thì đúng là bán vì đam mê thật, bởi vì là chi phí đi lại này với tất cả quà tặng khách, em thấy anh có một cái rất hay là vẽ bức tranh tặng cho khách mà xem rất là ý nghĩa, đến bản thân em là người không mua nhưng mà em còn thấy thích. Đó, ấn tượng cực kỳ lớn. Anh là tuổi Tuất và mọi người hay bảo là gì chó chạy đúng không? Chó chạy. Thì anh tuổi Tuất cho nên là anh rất thích được đi trải nghiệm, anh rất thích được đi đây đi đó, được tham quan, được khám phá những vùng đất mới. Cho nên là cái câu chuyện khi mà anh làm bất động sản ấy, anh rất thích là những khách hàng mỗi một lần lại có một khách hàng ở một nơi xa xa mua để mình được đi. Ví dụ như cách đây vài ba ngày anh có đi Hạ Long, lâu lắm không đi Hạ Long, thế là có khách hàng ở Hạ Long mua ra sổ, thế là mình đưa cả mình anh em cả đội công ty về đấy đi chơi 2 ngày, thế là vừa được giao sổ vừa được đi chơi, cảm giác là ồ thật là thú vị, làm bất động sản thật là thú vị. Nhưng mà cũng không phải ai cũng làm được như anh, bởi vì là khi đi như thế chi phí cũng rất là tốn kém, mà anh em thấy chỗ nào anh đi được cũng rất là khâm phục anh về cái vấn đề đấy. Nếu mà anh mà đặt tiền lên hàng đầu ấy, thì anh sẽ không làm như thế được. Nếu mà anh đặt tiền lên đầu tiên ấy, thì anh sẽ Viettel Post giao hàng tiết kiệm là sẽ đến tận nơi, đúng không? Chi phí có thể là giao một cái cuốn như vậy nó vài chục nghìn là đến nơi. Nhưng mà đấy, cái câu chuyện là anh muốn nâng cao cái trải nghiệm khách hàng, bởi vì là khi mà anh đến gặp khách hàng, đúng không, cảm ơn khách hàng vì đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của mình. Mình đến này, anh tặng quà, anh viết thư tay, rồi là anh ví dụ như khách hàng mà làm một cái công việc gì đó, anh có thể là anh sẵn sàng anh review về cái sản phẩm của họ. Và anh cũng đã có rất nhiều khách hàng, ví dụ như có những khách hàng của anh, bạn ý mua một cái sản phẩm của anh khoảng 400 triệu thì anh với cả một vài anh em có đến review về cái dịch vụ của bạn đấy. Thì sau vài tháng bạn ấy nhắn tin lại là bọn anh review cho em thì cái tiền mà bọn em lời về thì đã lãi bằng cái tiền mà mua lô đất. Hay là ví dụ như có một cái bạn ở trong Nghệ An, anh có review về cái dịch vụ của bạn đấy là làm xuất khẩu lao động ấy, thì rất là ngẫu hứng khi nó lên khoảng gần 3 triệu người xem. Ui. Hay là nhiều lắm không thể kể hết được, thì tự nhiên đó là những cái giá trị vô hình mà mình đang tạo ra cho khách hàng, để làm sao khách hàng tốt lên, xã hội tốt lên thì lúc đó công việc của mình tốt lên. Thật ra nếu mà có một chiếc cúp vinh danh mà người đàn ông bán hàng vì đam mê thì chắc khả năng em mà được là người trao cúp sẽ trao cho anh đầu tiên. Anh là người xứng đáng nhất trong cái chiếc cúp người bán hàng vì đam mê. Bởi vì là khi mà một sản phẩm như anh bán, em thấy giá trị nó không phải quá là lớn đấy, mà chi phí lại tất cả mọi thứ, có căn nào mà anh bán đến nỗi là không mang về được nghìn nào hòa tiền không? Có căn anh bị lỗ thật. Có căn bị lỗ. Hôm 29 Tết anh có một bạn ở Hà Nam, thì anh có giao sổ về tận nhà vào chiều 29 Tết. Thì đến tận nơi giao quà, cái sản phẩm bạn này mua cũng nhỏ nhỏ, với cả là đấy, cái sản phẩm nhỏ thì tiền nhỏ và lại còn tặng quà nữa. Thì xong rồi còn anh mang đi về tận, từ Bắc Ninh anh mang về tận nơi, đi tiền xăng xe, tiền cầu đường, chi phí các thứ, thì là cuối cùng là bị lỗ. Thế nhưng mà nếu đấy, qua này quay lại câu chuyện là anh làm không phải 100% vì tiền, mà đôi khi nó vì trải nghiệm, vì khách hàng và vì cái đam mê của anh, cho nên là chấp nhận mọi thứ để mọi người được vui, khách hàng được vui và mình được hạnh phúc. Công nhận, em thấy anh người để mà em rất hay xem video của anh, bởi vì xem nó rất là thực tế mà nó kiểu chân thực ấy, nó không có gì đó quá cầu kỳ, gọi đơn giản như cuộc sống hiện tại của mình hàng ngày này thôi. Đấy, bởi vì là cái sản phẩm của anh bán, nếu mà như em có tiền, em có thể mua sở hữu cho mình 1-2 lô đất mà sản phẩm của anh bán. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thứ nhất là mức giá nó không quá là cao, cái thứ hai là bán ra phát là khách hàng mua là có sổ đỏ, mình yên tâm. Đấy, thứ nhất yên tâm, bởi vì anh biết bây giờ là pháp lý bất động sản cũng rất là khó, nhiều người mua nhà hàng mấy chục năm mà không có sổ cơ. Cái đấy lo lắm nhỉ. Mà mình không thể làm gì được đấy, nhưng mà mua những sản phẩm như anh bán này thì có sổ luôn, mình yên tâm. Ok, thôi bây giờ thì anh có tiền anh sẽ mua chung cư ủng hộ em. Em có tiền thì thôi mua ủng hộ anh lô đất để anh em mình gọi là giao lưu với nhau. Coi như là cái video này ấy, thì nếu mà anh chị em nào mà tất cả mọi người đang xem ở cái video này ấy, mà ai đang có mức tài chính khoảng tầm độ bao nhiêu nhỉ? Khoảng tầm độ 1-200 cho đến khoảng tầm độ 2-3 tỷ anh nhỉ? Đó. Mà đang muốn đầu tư bất động sản cũng như là muốn sở hữu cho mình những lô đất mà thứ nhất là về tính pháp lý nó an toàn, nó chắc chắn này. Đấy, cái hai là tích trữ tài sản cho mình hoặc mua tặng người thân, mua tặng bố mẹ gì đấy, thì cứ liên hệ đến anh Nguyễn Nam Bất Động Sản, một trong những người bán lô đất ở ven Hà Nội.
rất là uy tín đó, bởi vì mình đã từng được làm việc và nói chuyện giao lưu với anh Nguyễn Nam cũng từ khá là lâu rồi đó. Anh em chơi với nhau nên là mọi người mua của anh Nguyễn Nam đảm bảo rất là yên tâm đó, cảm ơn anh ngay khi mua. Lãi ngay khi mua rồi đấy chứ anh nhỉ. Anh okay. có những trường hợp khách nào mà chẳng như mới mua xong rồi là bán lại mà lãi được chưa? Em thấy cái đấy cũng rất là quan trọng ấy. Cũng nhưng người ta không bán. Người ta không bán. Tại vì thực ra là bán xong không còn sản phẩm như thế nữa thì nhiều người khác muốn mua nhưng mà người ta không bán, thì tại vì bảo lãi một chút thì đó không phải là cái đích đến của họ. À. Người ta cũng muốn để muốn khi mà họ đã mua rồi họ muốn nhân đôi tài sản nhân lên thêm nhiều hơn nữa chứ không phải là muốn mua xong mà bán được lãi số tiền đó. Biết đâu bán rồi đi muốn mua nữa không được. Chính xác. Đúng rồi, mua nữa không được. Okay. Thật ra là cũng rất phải cảm ơn anh khi mà hôm nay ngồi với em buổi chia sẻ này để em có thể học hỏi được nhiều thứ và cũng có thể là nhờ buổi hôm nay của anh em thay đổi được nhiều thứ hơn và cải thiện tốt hơn. Đấy. Okay. Và có nhiều người biết đến anh em mình hơn. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn em, chúc em sức khỏe và năm nay sẽ gọi là bứt phá nhá. Vâng, em cũng cảm ơn anh và chúc anh năm nay năm ngoái 79 lô năm nay phải gấp 3 lần như thế nữa để làm sao gọi là cứ ra hàng và là anh quét sạch luôn, quét sạch bảng hàng. Sale bất động sản hay câu là quét sạch bảng hàng. Ok, vâng. Cảm ơn em. Chúc khỏe anh ạ. Ok.